Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cái câu chuyện có cái tên rằng tình người trong gia nguy. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái câu chuyện của nghề luật sư. Nó làm cho tôi trăn trở, nó làm cho tôi thấy rằng cái nghề của mình cũng có ích cho xã hội, có ích cho bản thân mình. Và trước tiên, tôi cho rằng là tôi chọn đúng nghề. Thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng vài năm thì tôi có một cái ông khách hàng, ảnh cũng bằng trạc bằng tuổi tôi. Ảnh đến văn phòng, ảnh bảo rằng ảnh đã có một cái hành vi cố ý gây thương tích cho người dượng của dượng, tức là chồng sau của mẹ. Thì ảnh kể tôi nghe rằng là ông dượng này cũng rất là kỳ. Khi mà ông sai rồi thì ổng, khi mà anh đến nhà thì ổng yêu cầu là ổng đưa cái chìa khóa, thì ổng lại vứt cái chìa khóa và không tìm được cái chìa khóa này. Cho nên anh có hành vi là chửi ổng. Thì ông dượng này ổng mới cho rằng là anh là hỗn hào, cho nên ổng mới có một cái hành vi là rượt đuổi anh. Thì cái quá trình rượt đuổi cũng rất là dài, vừa rượt vừa chửi, rượt rượt rất là la ó không xong. Thì anh mới bảo rằng là nếu mà Dượng cứ làm như vậy thì tôi không nhịn Dượng đâu. Thưa quý vị và các bạn, đã đến cái đường cùng cuối của cái con đường thì không còn con đường nào khác, thì anh đã xô ổng và chạy đi. Thì trong cái quá trình mà xô thì ổng vẫn cố tình đánh bằng cái cây, một cái cây nhỏ thôi. Thì bên cạnh nhà ông Dượng đó lại có một cái cuốc, và ông sử dụng cái cuốc này trong một cái tình trạng là tinh thần bị kích động mạnh do cái hành vi trái pháp luật của ông Dượng. Thì anh đã đánh gây thương tích cho ông Dượng, tỷ lệ thương tật thì rất là cao, và anh đã bị cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố và xét xử anh về cái tội cố ý gây thương tích. Trở lại vấn đề, khi anh đến văn phòng tôi, anh bảo rằng là luật sư giúp tôi để mà có một cái hình phạt nhẹ nhất. Tôi đã đồng ý. Tôi nhận cái một số tiền nhỏ nhỏ và tôi nói với anh rằng là tôi sẽ đến cơ quan điều tra để mà nộp, làm những cái thủ tục và nộp chứng chỉ bằng cấp để bào chữa cho bị can là anh trong cái quá trình khởi tố vụ án cố ý thương tích. Tuy nhiên thì khi tôi đã nộp ở cơ quan điều tra thì khoảng hơn vài tuần sau thì có một người phụ nữ họ đến và họ yêu cầu tôi hoàn lại cái số tiền đó. Thật sự là rất là ngạc nhiên khi tôi mới nói rằng là, và cũng là lần đầu tiên tôi có một cái khách hàng đòi yêu cầu hoàn lại cái số tiền. Tôi bảo là tại sao anh A đó, cái bị can đó đưa cho tôi số tiền, chị là ai mà chị yêu cầu hoàn lại số tiền? Vậy chị là ai trong vụ việc này? Vậy chị có cái hợp đồng hay không? Chị có biên lai thu tiền hay không mà chị yêu cầu hoàn lại số tiền? Thì trong cái quá trình dông dài này thì mới biết chị là vợ anh. Thưa quý vị và các bạn, thật ra tôi cũng bị sốc khi một người phụ nữ Việt Nam, đáng lẽ rằng tôi không nói hoàn toàn, nhưng đáng lẽ rằng khi biết được cái sự việc một bên là chồng mình đồng ý, một bên là dượng của mình, thì đáng lẽ chị này phải có một cái hành vi là giúp chồng làm cái công việc tiếp nối. Tại vì anh kể cho tôi nghe rằng là anh có một người mẹ duy nhất, vợ là như vậy. Tôi mới nói chứ, vừa cười vừa đùa, và tôi nói với chị ơi, văn phòng tôi chỉ nhận với điều kiện ý chí của anh A này bảo rằng hoàn lại số tiền tôi sẽ hoàn, và tôi sẽ không trừ đi bất cứ điều gì cả. Tại vì vấn đề nằm ở chỗ anh đang trong trường hợp khó khăn.
Và sau khi không đòi lại cái số tiền mà do chồng chị đã gọi là ký hợp đồng với luật sư thì chị ra về. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái chuẩn bị khi một cái bị can nào đó đến cơ quan điều tra thì tôi làm luôn mời luật sư ở giai đoạn điều tra, viện và tòa. Và tôi bổ sung hồ sơ ở viện kiểm sát và được viện kiểm sát cấp cái giấy chứng nhận bào chữa và tôi đến chí hòa thăm anh. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái quá trình mà cả cuộc đời tôi cũng thấy anh là người khổ. Anh khóc trước mặt tôi, anh khóc như một đứa trẻ không ngon lành và anh bảo rằng anh khổ lắm. Thật ra chị vợ của anh hiện tại đang muốn ly hôn, vì tôi kể cho anh nghe rằng là chị đã đến văn phòng và yêu cầu hoàn lại số tiền đó. Tôi bảo với chị rằng khi nào tôi đến trại giam Chí Hòa gặp được anh yêu cầu và anh bảo là chấm dứt cái hợp đồng dịch vụ pháp lý để mà hoàn lại số tiền thì tôi sẽ hoàn lại. Tôi không đưa chị vì anh là người ý chí, anh là người đến văn phòng. Anh bảo với tôi rằng là không, tôi không bao giờ có ý định yêu cầu luật sư hoàn lại số tiền này. Một khi tôi mong muốn nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Và anh bảo với tôi rằng anh có một người thân thuộc gì đó ở Nha Trang cho tôi số điện thoại. Anh có một người nào đó thân thuộc cũng ở vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, anh có người mẹ. Và tôi đã bàn với anh, tôi quyết định dùng cái số tiền nhỏ mà anh đưa cho văn phòng tôi để bồi hoàn cái số tiền cho người bị hại là người giữ rể. Thưa quý vị và các bạn, song hành với anh, việc gì đến cũng phải đến. Đến cái ngày xét xử về cái tội cố ý gây thương tích, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một luật sư để bào chữa cho anh, kể về cái hoàn cảnh của một con người sống trong một cái sự cô đơn, mồ côi cha, không có người thân, rồi đến lấy người vợ. Người vợ cũng không có một cái sự chăm sóc. Và bằng cái sự nữ tính của mình, tôi đã lôi kéo hội đồng xét xử về phía mình rằng hội đồng xét xử ơi, đồng cảm cho thân phận một con người. Sau khi bào chữa ra thì có một cái bản án, tôi cho là bản án nhân văn, thì thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã nói với tôi rằng cảm ơn em, một cái luật sư rất là tình người. Đó là một cái câu mà nó còn hơn cả tiền bạc nữa quý vị và các bạn. Bạn đi 3 ngày sau thì tôi mới tiếp một cái khách. Ông khách này khoảng 60 tuổi. Ông bảo rằng là ông đưa cho tôi một cái số tiền nhỏ thôi. Thì ông bảo rằng ông đã huy động anh em, những người nào đó để kháng cáo giúp giảm nhẹ hình phạt cho anh A. Vì ông cho rằng là chính cái lúc ngồi nhậu với ông và những người này thì anh A ảnh đã đi về. Nếu giá như ông đã chậm lại thêm một bước, chặn anh lại, thì đã không xảy ra tình trạng như thế này. Thưa quý vị và các bạn, tôi mời ông một ly cà phê. Tôi cảm kích trước một thái độ của một cái người bạn, của một cái người hàng xóm láng giềng của anh khách hàng tôi. Tôi kể cho anh nghe rằng là nhận định của luật sư là mức hình phạt đối với anh A đã thấp nhất, đã không thể nào thấp hơn được nữa, vì với cái tỷ lệ thương tật mà anh A đã gây ra cho ông dựng của mình và cái số tiền bồi thường cũng rất là nhỏ so với cái tổng chi phí, cái sức khỏe, cái tỷ lệ thương tật mà anh A. Và tôi còn kể thêm cho ông rằng anh A từ khi
tôi giai đoạn điều tra cho đến khi xét xử không có một người thân. Tôi động viên ông rằng nếu được thì ông hãy sử dụng số tiền nhỏ này để đi tiếp tế. Tại vì thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn thụ lý án, họ cũng là một con người, bên cạnh đó có những người khác được tiếp tế về mặt lương thực. Họ bị hạn chế, họ không có những cái nhu cầu tối, nhu cầu được mong muốn, được hút thuốc nè, được thẹo nè, được bánh nè, được những cái thiếu thốn về mặt vật chất trong trại giam. Và tôi và ông cũng như hai người bạn giúp nhau ở hai cái vị trí khác nhau. Và tôi nghĩ không những luật sư, những người bạn của ông, mà cả viện kiểm sát, mà cả hội đồng xét xử đều đã song hành một cái thân phận, một cái con người. Vì nhân thân anh rất tốt, quý vị và các bạn ạ. Nhân thân anh á, là phạm tội lần đầu. Và anh có những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 năm rồi, tuy nhiên cái buổi bào chữa cũng như những lần tiếp xúc với anh, cũng như những lần mà gặp anh ở trại giam Chí Hòa, thưa quý vị và các bạn, tôi đã từng thấy những người đàn ông khóc. Như là gia đình tôi khi bố tôi mất, khi là các những cái em mà thanh niên trai trai đó phạm tội đến Chí Hòa, thì em đã khóc vì gần như cái nỗi khát khao gặp người thân. Và luật sư là người họ trải đi những cái tâm sự. Và anh đã khóc trước mặt tôi một cách ngon lành. Thì sau cái buổi bầu chữa xong, anh chỉ biết dõi mắt theo. Và tôi biết rằng một cái lời cảm ơn thông qua ánh mắt và niềm vui đó đã theo tôi suốt cả một thời gian dài. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong mỗi cái nghề, dù cái nghề buôn bán, buôn bán cơm, vào cái nghề mà bán nước, khi thấy những người khó khăn hơn, những người không có điều kiện, mình tặng người ta một bữa cơm, mình tặng người ta một cốc nước, hoặc là nghề luật sư của tôi điều kiện giúp người ta trong cái khả năng của mình, thì đó là một cái điều mà tôi cho rằng mang một cái tính chất nhân văn. Và tôi cho rằng xã hội hiện nay cần phải nhân lên nữa cái tính nhân văn. Hôm đặt trên Facebook thì tôi có thấy là có một cái đội ngũ các anh chị em luật sư kết nối lại để làm những cái vụ án oan, những vụ án sai. Thì tôi cho rằng đây là một cái điều rất là tốt trong giới luật sư của chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ giúp trong cái khả năng, trong cái kiến thức của mình. Tại vì thứ nhất tôi là nữ, thứ hai tôi vẫn là một người mẹ để chăm sóc hai đứa con, thứ ba cái nguồn cái lượng khách hàng của tôi cũng tương đối, thứ tư nữa cái sức khỏe của tôi nó không đảm bảo. Vậy thì bằng cách này, bằng cách khác, các luật sư đồng nghiệp ơi, hãy giúp cho người Việt Nam, hơn 90 triệu người Việt Nam, nâng lên cái chất lượng, cái kiến thức pháp luật của người Việt Nam, đúng như cái tinh thần dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.